một ca sĩ, một nghệ sĩ hài, một nghệ sĩ cải lương, cao ráo, đẹp trai, 1m85, mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nam nghệ sĩ Dũng Nhí. Anh đâu rồi? 1m58 mà nhìn đâu chi cao 85 gì vậy? Dạ em có 1m58 mà cô già giới thiệu lộn 1m85. Dạ lần nói đầu tiên Dũng Nhí cũng xin phép trân trọng kính chào tất cả quý vị có mặt ở ngày đồng quê hôm nay. Thường mỗi năm thì Dũng Nhí cũng hay xuống đây biểu diễn phục vụ bà con. Nhưng mà hôm nay thì đến đây với không có diễn hài nữa, tại vì thật sự diễn hoài hết tuồng rồi. Giờ bữa nay hát được không bà con ơi? Dạ hát nha. Đần đi, đần đi. Giờ bữa nay hát ha. Dạ, Dũng Nhí xin kính gửi đến cho tất cả bà con trích đoạn trong vở cải lương Lời Thơ Trên Tuyết. Dạ, mời bà con cùng nghe. Ngừng khi quay vô nghẹn ngào ở đây lúc
nhiều. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, và tiếp đây theo đây chúng ta cùng gặp gỡ tiếp tục với một nữ ca sĩ mà cô đã trình diễn những ca khúc với dòng nhạc bolero trữ tình dân ca rất là lãng mạn, với một tà áo dài dễ thương, một gương mặt khả ái. Xin hân hạnh giới thiệu, một tràng pháo tay dành cho nữ ca sĩ Khánh Băng. Và con xin gửi đến cậu, gửi đến tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu.